bị chỉ trích đưa thiệp mời ngay trong lễ cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt, ông xã Phương Lan lên tiếng đáp trả. Ngày 18 tháng 11 sắp tới, nữ diễn viên Phương Lan và ông xã Phan Đạt sẽ chính thức tổ chức lễ ăn hỏi, đánh dấu một hành trình hạnh phúc sau 5 năm hẹn hò. Hiện tại, cặp đôi đang tận dụng thời gian để gửi thiệp mời đến tay các khách mời, đặc biệt sau sự kiện cưới đầy ấn tượng của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, hành động này lại khiến cư dân mạng phân đoạn ý kiến. Một số cho rằng việc chọn thời điểm gửi thiệp mời không phù hợp, thậm chí có những ý kiến chỉ trích, cho rằng rảnh và không có lý do gì không tự mình đi mời cưới. Ông xã Phương Lan không chịu kém cỏi, ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ và yêu cầu ngừng theo dõi nếu không thích. Mặc dù có ý kiến trái chiều, nhưng cũng có những người bênh vực cặp đôi, nhấn mạnh rằng sau đám cưới đông đảo của Puka và Jin Tuấn Kiệt, việc gửi thiệp mời trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Lễ ăn hỏi của Phương Lan và Phan Đạt hứa hẹn sẽ là một sự kiện đình đám với đội hình B-Chap sao Việt, gồm Khả Như, Lan Ngọc, Hoa hậu Khánh Vân, BB Trần, Hải Triều, Huỳnh Phương, Minh Dự, S, T Sơn Thạch. Trước khi quyết định tổ chức đám cưới, Phan Đạt đã chia sẻ với báo Phụ Nữ về quãng thời gian 5 năm sống chung và quyết định kết hôn. Ông xã Phương Lan nói rằng họ đã trải qua nhiều khó khăn và quyết định này không đến từ một cầu hôn chính thức, mà chỉ là một cuộc trò chuyện bất ngờ với Phương Lan về việc cưới nhau. Mặc dù ban đầu được coi là đùa, nhưng cuối cùng, sự đồng thuận từ mẹ và sự tin tưởng của cả hai khiến họ quyết định bước chân vào hôn nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Việt để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.